Thì chào các em, thì buổi tối hôm nay thì thầy sẽ ôn cho các em cái phần kiến thức về logic, không, tập hợp logic từ mệnh đề, và nó cũng nằm ở trong cái phần thi kiến thức về phần thi đánh giá năng lực đó. Nó nằm từ cái câu 51 đến 60 trong cái đề thi đánh giá năng lực hàng năm của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thì trước tiên thì thầy xin ôn cho các em lại cái phần về cái mệnh đề và các cái phép toán mệnh đề. Thì với các cái mệnh đề thì chúng ta có thể xem lại trong cái chương trình lớp 10 á, đầu năm chương trình lớp 10 ở trong cái quyển đại số nó có phần mệnh đề. Thì ở đây đó thì cái phần mệnh đề đó thì mình sẽ thường ký hiệu là các cái chữ B, Q, R, vân vân. Thì mệnh đề nó chính là một cái phát biểu mà nó có tính chất hoặc là đúng hoặc là sai. Thầy nhắc lại là một cái mệnh đề đó nó được là một cái phát biểu, hoặc là nó đúng hoặc là sai, và mình thường ký hiệu mệnh đề là các cái chữ như là B, Q, R, có khi người ta viết thường nữa, nhưng mà trong tài liệu này thì mình viết hoa hết đó. Thì mỗi mệnh đề thì có nhiều tài liệu thì thấy thì mệnh đề viết nó đúng thì mình viết chữ chữ D, sai viết chữ S. Ở đây thì thầy ký hiệu là đúng thì ghi số 1, sai thì viết số 0, phải không? Tức là nó sẽ nhận hai giá trị 1 hoặc là 0. Thì đối với cái mệnh đề đó thì nó có các cái phép toán như sau. Thứ nhất là phép toán phủ định mệnh đề. Phủ định mệnh đề thì nó có nhiều cái ký hiệu lắm. Thì thầy thấy là ở trong tài liệu logic ấy, nó ký hiệu như thế này, nhưng mà nó hơi phức tạp quá. Thì thường thì viết phủ định của mệnh đề B, đó là B B gạch đầu, thấy không? Thì nó có cái tính chất như thế này. Phủ định của mệnh đề B là một cái mệnh đề nó đúng khi B sai và nó sai khi B đúng. Tức là mình sẽ có cái bảng này, cái này gọi là bảng chân trị, bảng chân trị. Tức là B thì nó có thể nhận giá trị 1 hoặc là 0. Tức là B nó có thể đúng hoặc là sai nè. Nếu mà B đúng, B đúng thì Q nó thì cái B ngang nó sai. Tức là mệnh đề phủ định của nó sai. Còn nếu mà B mà nó sai thì cái mệnh đề phủ định của nó là mệnh đề đúng. Ngược lại, không? Đó là cái phép phủ định, không? Còn phép toán thứ hai đó là phép hội hay là và. Có hỏi gì không em? Các bạn giơ tay là hỏi gì ạ? Không ai giơ tay mà không thấy nghe phát biểu gì chưa.
Rồi, tôi nói tiếp ha. Thì cái phép hội tức là cái mệnh đề hội đó, hội của B và mệnh đề Q là mình sẽ ký hiệu là B cái dấu mũ với Q nè, hội ha. Thì mình đọc là B và Q. Mình đọc là B và Q. Thì cái mệnh đề này nó chỉ đúng khi cả B và Q đều đúng. Thấy không? Thì với hai mệnh đề thì nó xảy ra bốn trường hợp như thế này các em. Là B đúng, Q đúng nè. Rồi B sai, Q đúng. Hoặc B đúng, Q sai. Không? Chỗ này là B đúng, Q sai nè. Còn trường hợp thứ tư là cả hai cái cùng sai. Như vậy thì cái mệnh đề hội của B và Q đó, nó chỉ nhận giá trị 1 khi B nhận giá trị 1 và Q nhận giá trị 1 luôn. Có nghĩa là cả cả B Q này cùng đúng thì cái B B hội Q này mới đúng. Còn cái, tất cả các trường hợp khác nó đều nhận giá trị 0 không? Đấy. Thì mình nhìn lên cái bảng này mình thấy là nếu mà B sai Q đúng thì B hội Q là sai. Không? Nếu mà B đúng Q sai thì B hội Q cũng cũng sai. Và nếu mà cả hai mệnh đề sai thì hiển nhiên là cái mệnh đề hội của nó cũng sai luôn. Còn cái phép toán tiếp theo là phép tuyển. Mà thường ngôn ngữ thông thường đó là mình dùng cái chữ hoặc. Tức là mệnh đề B hoặc Q. Không? B hoặc Q. Mình gọi là mệnh đề tuyển của B và Q. Hay đọc là B hoặc Q. Cái dấu mũ mà mình lật ngược lại đó, thì cái mệnh đề này nó chỉ sai khi cả hai cái cùng sai, hai cái mệnh đề B và Q cùng sai. Đấy, thì này mình sẽ có cái bảng, rồi cái này gọi là bảng chân trị, bảng chân trị. Đấy, thì mình thấy là có đối với hai mệnh đề B và Q thì nó sẽ có bốn trường hợp như thế này, bốn trường hợp. Thì trong cả ba trường hợp đầu thì B tuyển Q đều đúng hết. Chỉ có khi nào cả hai cái mệnh đề B và Q đều sai ấy, thì B cái mệnh đề B tuyển Q này nó mới sai. Còn cái chỗ này thì em quan tâm là cả hai cái cùng đúng. Đúng. Còn cái mệnh đề kéo theo tức là mệnh đề B kéo theo Q đó. Thường thì trong ngôn ngữ thông thường mình phát biểu là nếu B thì Q. Nếu có B thì có Q. Đấy. Thì mình sẽ viết cái dạng là B Q như thế này. Thì cái mệnh đề kéo theo này nó chỉ đúng khi mà B đúng Q sai. Không? Khi mà chỉ xin lỗi, mệnh đề này nó chỉ sai khi là B đúng Q sai thôi. Đấy, tức là nó nghe nằm cái trường hợp thứ ba này nè. Thứ ba này. Còn tất cả các trường hợp còn lại thì cái mệnh đề B kéo theo Q là đúng. Đó. Tức là nếu mà B đúng mà Q đúng thì B kéo theo Q cũng là đúng. Không? Còn nếu mà B sai mà Q đúng thì B kéo theo Q cũng đúng. Không? Nếu cả B sai mà Q sai thì kéo kéo theo B kéo theo Q là cũng đúng luôn. Không? Đó. Tại sao mà sai mà kéo theo sai lại là mệnh đề đúng? Đấy, thì em có thể giả sử một cái vấn đề là nếu con kiến mà nặng bằng con voi đó, thì con kiến có thể cõng được người đó, thì kiến nặng bằng voi là mệnh đề sai, còn con kiến mà cõng được người nó cũng là sai. Nhưng mà nếu mà mình dùng vô cái trường hợp nếu thì nếu con kiến mà nặng bằng con voi thì con kiến cũng có thể cõng người. Đấy là mệnh đề đúng. Đó là trong trường hợp thứ tư này mình có thể hiểu như thế. Đấy. Thì một số cái vấn đề về về liên quan đến mệnh đề thì nói thêm như thế ha. Nói thêm như thế. Thì chúng ta có thể tham khảo lại trong các trong trong cái phần cái sách đại số lớp 10. Phần đầu tiên. Nhưng mà nó chỉ nói về mệnh đề sơ lược thôi, nó không có nói kỹ như thế này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đi vào phân tích cái đề đánh giá năng lực 2018 cái câu 51 ạ. 51. Thấy không?
thì mình phân tích cái đề này như sau em. Thì ở đây em đọc cái câu nè, cái mệnh đề nếu hôm nay trời mưa thì tôi ở nhà, và nó cho cái mệnh đề này là mệnh đề sai không, đây đây cho khẳng định này sai. Bây giờ nó hỏi các cái mệnh đề dưới đây cái nào là đúng không, thì thứ nhất là mình sẽ đặt hai mệnh đề BQ như trong cái lý thuyết mình, nếu mà mình đặt B là mệnh đề hôm nay trời mưa và Q là mệnh đề tôi ở nhà, thì cái mệnh đề nó đã cho nè, mệnh đề đã cho nè. Rồi bạn nào nếu mà có ý kiến thì cứ mở mic nói thôi. Thầy 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 giảng rồi em câu đó hay gì đó không, nhiều khi thầy đang giảng ở đây thầy không 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 hay em giơ tay. Thì bây giờ nếu mà mình đặt B là cái mệnh đề hôm nay trời mưa nè, và Q là mệnh đề tôi ở nhà, thì những cái mệnh đề mà nó cho ở câu A, B, C dưới đây mình sẽ biểu diễn như thế nào. Thì nếu hôm nay trời không mưa tức là phủ định của mệnh đề B đúng không, phủ định mệnh đề B thì tôi không ở nhà. Thấy không? Tôi không ở nhà là phủ định của mệnh đề Q. Đấy, như vậy thì câu A của này mình sẽ biểu diễn thành mệnh đề là B ngang kéo theo Q ngang. Thấy không? Thì ở câu A nó chính là mệnh đề B ngang kéo theo Q ngang. Còn ở câu B thì nếu hôm nay tôi không ở nhà. Nếu hôm nay tôi không ở nhà. Tức là cái mệnh đề Q ngang đúng không? Đó. Thì trời không mưa. Vậy thì ở câu B nó chính là Q ngang nó suy kéo theo B ngang. Đúng chưa? Còn câu C là hôm nay trời mưa nhưng tôi không ở nhà. Thì cái chữ nhưng này á ở ở trong nó sẽ biểu diễn cái dạng mệnh đề, nó chính là mệnh đề hỏi. Thấy không? Mệnh đề hỏi chữ nhưng này. Thấy không? Chữ nhưng này giống như chữ và vậy đó. Đó. Nhưng này có nghĩa là và, nhưng mà và kết hợp với cái mệnh đề phủ định của mệnh đề kia thường nó dùng chữ nhưng. Thấy không? Tức là cái này và mệnh đề phủ định của kia thì nó sẽ dùng chữ nhưng. Đấy thì ở câu C này nó chính là trời mưa là mệnh đề B đúng không? Tôi không ở nhà là mệnh đề Q ngang. Vậy thì câu C này nó chính là B hỏi với Q ngang. Mệnh đề C này nó chính là B hỏi với Q ngang. Còn mệnh đề D đó, ở câu D này đó thì nó chính là gì? Tôi ở nhà, hôm nay tôi ở nhà nhưng trời không mưa. Tôi ở nhà là mệnh đề Q đúng không? Mệnh đề Q. Nhưng trời không mưa là mệnh đề B ngang, thì chỗ này là B họ Q hỏi với B ngang. Đấy. Thì bây giờ mình mới đi phân tích nè. Nếu hôm nay trời mưa tôi ở nhà, tức là mệnh đề B kéo theo Q là mệnh đề sai. Đấy, thì bây giờ mình sẽ lập bảng chương trị, đây là B nè. Em thấy B này nó có bốn giá trị đúng không? 1 0. B nó có hai giá trị, B nó có hai giá trị, ứng với mỗi giá trị của B nó lại có hai giá trị của Q. Cho nên là nó sẽ có tổng cộng nó có bốn trường hợp như thế này, bốn trường hợp như thế này. Đấy. Cả hai cùng đúng nè. B đúng Q sai. Rồi B B sai Q đúng và B đúng Q sai và cả hai cái cùng sai. Đúng chưa? Đấy thì trong ba bốn trường hợp này thì chỉ có trường hợp thứ ba này đó, chỗ tô màu vàng đó là B kéo theo Q là sai thôi. Đấy, thì cái đề nó cho đó là mệnh đề này là mệnh đề sai. À, mệnh đề này là sai. Như vậy thì mình sẽ suy ra được là B đúng Q sai. À, tức là nếu mà đề nó cho mệnh đề hôm nay trời mưa thì tôi ở nhà là mệnh đề sai. Thấy không? Thì nó chỉ suy ra được một trường hợp là B B B đúng Q sai thôi. Như vậy thì nếu như các cái mệnh đề ở câu A, B, C, D này có một mệnh đề đúng thì nó chỉ dẫn đến một cái trường hợp duy nhất là B đúng Q sai thôi. Nha. Yeah. Mình muốn phân tích nè. Thì bây giờ thầy lập cái bảng này ra thì các em quan sát ha. Thì bây giờ đây là B đúng nè. Thì B ngang sai. Thấy chưa? Rồi là Q đúng thì Q ngang nó sai. Đó. Rồi
chỗ này là B sai thì B ngang đúng, đúng chưa? B sai nè, B sai thì B ngang nó đúng. Còn cái này là Q nó đúng thì Q ngang nó sai, đúng chưa? Đó, nó trái ngược lại. Ở chỗ này là gì? B đúng vậy thì B ngang là nó gì? Nó sai. Còn Q sai, chỗ này là Q sai đúng không? Vậy thì chỗ này là Q ngang đúng. Đó. Và chỗ này là cả B và Q đều là sai hết, vậy thì B ngang và Q ngang đều đúng. Đấy. Vậy thì ở đây mình ở câu A đó, ở câu A là mình thấy là mình đang, nếu như cái mệnh đề ở câu A là đúng. Mệnh đề ở câu A là đúng không? Tức là mệnh đề B ngang kéo theo Q ngang là đúng. B ngang kéo theo Q ngang là đúng. Không? Thì mình thấy là chỗ mệnh đề B ngang kéo theo B Q ngang là đúng thì nó có 3 trường hợp. 3 trường hợp này. Như vậy thì nếu như cái mệnh đề ở câu A đúng, mệnh đề ở câu A là đúng ha, thì nó sẽ suy ra tới 3 trường hợp rồi. Mà nếu mà nó suy ra được cái trường hợp thứ nhất đi là B đúng Q đúng thì hiển nhiên là cái mệnh đề B kéo theo Q này không đúng rồi. À, họ không phải sai à, là nó đúng luôn. À, vậy thì nó trái với cái giả thiết này đúng không? Trái giả thiết này. Cho nên là cái câu A không thể đúng được. Câu A không thể đúng được. À, các em theo kịp không ạ? À, chúng ta theo kịp không? À, thì nếu nếu mà kịp thì thầy nói tiếp nè. Bây giờ nếu mà nếu mà câu B đúng, nếu mà câu B đúng, nếu mà câu B này đúng nè, mà câu B lúc nãy mà mình đưa về cái mệnh đề là Q kéo theo Q ngang kéo theo B ngang đúng không? Q ngang kéo theo B ngang. Thì em thấy là chỗ này khi mà mình lập bảng chân trị thì Q ngang kéo theo B ngang nó chỉ Q ngang kéo theo B ngang. Q ngang kéo theo B ngang là nó đúng trong 3 trường hợp này luôn. Đây, đúng trong 3 trường hợp này. Thì quy cái này là mệnh đề B nè, chỗ này em lưu ý là chỗ này là mệnh đề B, chỗ này là mệnh đề ở chỗ câu A này thì nếu như mệnh đề B đúng thì nó sẽ có 3 trường hợp, là nó có 3 trường hợp mà em quan tâm. Ví dụ như trường hợp thứ nhất nè, nếu mà mệnh đề chỗ câu B này đúng thì nó có thể suy ra được cả hai B và Q cùng đúng, mà B và Q cùng đúng thì nó đâu, B kéo theo Q là đâu có sai, nó cũng đúng luôn. Cho nên nó sẽ trái với cái giả thiết ở trên giả thiết này. Cho nên mình không có chọn B luôn. Và tương tự như vậy thì bây giờ cái mệnh đề C chỗ câu C này nó chính là B. Mệnh đề C nó chính là B hội với Q ngang. Đúng chưa? B hội với Q ngang. Và em quan sát cái chỗ B hội với Q ngang nè. Thì em thấy chỉ có duy nhất cái trường hợp mà mình tô màu vàng ở đây là B hội với Q ngang là nó đúng thôi. Đấy, như vậy thì B hội với Q ngang là đúng thì nó chỉ suy ra được cái duy nhất trường hợp là B đúng Q sai. Mà B đúng Q sai này thì rõ ràng là B kéo theo Q. Mệnh đề cái này là mệnh đề ở trên giả thiết, ở trên câu dẫn nè. Là nó sai. Sai tức là nó số 0. Đó. Đó. Như vậy thì nếu như mệnh đề ở chỗ câu C này là đúng thì rõ ràng là nó sẽ hợp với logic là cái mệnh đề ở câu dẫn này là sai. À, mệnh đề câu dẫn này là sai. Đấy. Cho nên là C là mệnh đề đúng. Là chắc chắn. À, cho nên là câu 51 này mình chọn C. Còn nếu mà câu D á, câu D thì rõ ràng nó chính là mệnh đề này nè, câu D nó chính là mệnh đề này. D là mệnh đề này, mà mệnh đề này nó chỉ đúng trong trường hợp là B sai Q đúng, mà B sai Q đúng thì nó B kéo theo Q lại đúng. Nó trái với cái giả thiết này luôn, cho nên mình cũng loại D. Đấy, thì cái câu 51 thì nó hơi chua ăn như thế. À, chúng ta có cần trao đổi gì thêm không ạ? Thì ở cái câu 51 thì mình phải vận dụng
cái phần phép toán mà đề để mình lập luận thì nó coi như nó là một cái phương tiện để mình lập luận thôi. Ủa Còn mà ở em thì sao em? Alo. mốt đi hay cái bảng nó ra rồi mình xét hay sao hả? Cái này hiển nhiên là mình làm ở trong nháp mà mình xét thôi. Tại sao mình xét bây giờ từ cái nếu như em đặt đúng cái mệnh đề B như thế này, quy như thế này thì mình sẽ biểu diễn cái những cái mệnh đề mà nó phát biểu ở câu A B C này theo cái dạng phép toán mệnh đề này. Rồi sau đó mình lập bảng chuyên trị mình so sánh giá trị thôi. Không. Ví dụ như tại sao mà chỗ này nó mang giá trị số 1 nè. Chỗ này mang giá trị số 1 ha. Thì phân tích trên coi nè. À, mệnh đề B ngang kéo theo quy ngang này. Tại sao nó số 1? Thì bây giờ em thấy là cái B ngang đây là không đúng không? Và quy ngang đây là không rồi đúng không? Mà sai kéo theo sai là mệnh đề đúng. Sai kéo theo sai mệnh đề đúng là tại mình có cái bảng trên đây nè. Sai không kéo theo không là một, sai kéo theo sai là đúng là đúng không đấy. Còn tại sao chỗ này nó là số không, tại sao chỗ này nó là số không, thì em thấy là cái b ngang là một, b ngang là một, thấy chưa, b ngang là một, còn quy ngang là không. Tại sao b ngang là một, tại vì b ở đây bằng không, b bằng không thì b ngang một phủ định của nó là một, tức là B là sai thì B ngang là đúng đúng không? Còn chỗ này là Q là đúng thì Q ngang là sai. Thế mà mình mới xét cái mệnh đề B ngang kéo theo Q ngang thì nó là đúng, mà kéo theo sai thì nó sai. À, đúng mà kéo theo sai là sai. Đấy, thì cái chỗ phép kéo theo chỗ này là đúng nè, đúng mà kéo theo sai nè là sai. À, nó có trường hợp thế. Đó, thì mình sẽ dựa vào các cái phép toán mà thầy nêu trên đây mà để mình lập cái bảng này. Được chưa? Bây giờ mình sẽ sang cái câu 52. 52 là sắp xếp thứ tự, sắp xếp thứ tự. Thì em thấy ở đây cái câu dẫn nó cho là gì? X nó có nó cao hơn nhiệt độ nung nung chảy của X, nó cao hơn hơn chất B, tức là X lớn hơn B đó. Mình hiểu đại khái như thế, X lớn hơn B, mình nói X lớn hơn B mình hiểu ngầm hiểu nó là nhiệt độ nung chảy của chất X là nó cao hơn nhiệt độ nung chảy của B, đúng chưa? Thì ở đây mình sẽ có là gì, X lớn hơn B, rồi cái câu tiếp theo nó nói là Y là thấp hơn B nhưng lại cao hơn của Q. Đấy, vậy thì rõ ràng là X rồi tới B đúng không? X rồi tới B rồi mới tới Y rồi tới mới tới tới Q. Đúng chưa? Đấy, thì từ hai cái câu đầu thì mình thấy được là X, nhiệt độ nung chảy của X nó cao hơn B, rồi nhiệt độ nung chảy của B thì nó cao hơn của Y, và của Y thì nó cao hơn của Q. Thế thì nó sẽ hỏi thêm, nó nói thêm câu là nếu như những mệnh đề ở trên đúng, tức là những cái điều này đúng nè, cái điều này đúng nè, không thì các kết luận nào dưới đây, các kết luận nào ở dưới đây, ở dưới chỗ vô mệnh đề ABCD này, nó có thể kết luận được là nhiệt độ nung chảy của S là cao hơn nhiệt độ nung chảy của chất Y, không? Tức là khi mà em biểu diễn trên một cái trục theo thứ tự từ lớn đến bé, theo thứ tự từ lớn đến bé đúng không, theo thứ tự này từ lớn đến bé thì ít nằm đây không, ít nằm đây rồi B nằm đây rồi Y nằm đây rồi Q nằm đây từ lớn đến bé không. Cái này là thầy tiếp từ bé đến lớn đó. Bé đến lớn, này lớn nè, chỗ này là lớn, chỗ này là bé, đúng chưa? Thì bây giờ mình coi coi thử xem coi cái, muốn muốn cho cái thằng nhiệt độ nóng chảy của ớt này nó cao hơn của y, tức là ớt nó phải nằm từ chỗ vị trí này đảo lên đúng không, cái ớt nó phải nằm từ đây đảo lên.
Vậy thì nếu mà ớt nằm chỗ này thì ớt thì nhưng mà người ta không cho trực tiếp là ớt nó cao hơn y. Thì ở đây em thấy là cái câu A là nó nói là nhiệt nung chảy của B Q cao hơn nhiệt nung chảy của ớt. Chẳng hạn như Q mà nó cao hơn ớt thì ớt nó phải nằm bên trái Q như thế này. Đúng không? Mà ớt nó nằm bên đây thì hiển nhiên nó còn nhỏ, nhỏ hơn y nữa. Cho nên là mình sẽ loại câu A, loại bỏ câu A. Đúng chưa? Thì ở chỗ câu A nó nói là nhiệt nung chảy của Q nè, của Q nè cao hơn của ớt. Cao hơn ớt có nghĩa là ớt nó nhỏ hơn Q. Mà ớt nhỏ hơn Q mà Q nó lại nhỏ hơn y nữa thì rõ ràng ớt nó nhỏ hơn y nó không thể nào lớn hơn y được. Cho nên từ câu A này không thể suy ra được là nhiệt nung chảy của ớt là cao hơn nhiệt nung chảy của y. Phải không? Đấy. Vậy thì mình loại câu A. Bây giờ mình xét câu B. Câu B thì nó nói là ít nó lớn hơn ít mà nó lớn hơn ớt thôi. Đúng không? Thì ớt nằm đây thì ít nó cũng lớn hơn ớt vậy. Ví dụ như ít nó nằm đây nè. À, xin lỗi, ớt nó nằm đây nè, ớt nó nằm đây thì rõ ràng là ít nó vẫn lớn hơn ớt. Cái này mình đọc là chữ thầy đọc là chữ ít nha. Còn bên đây là đọc là chữ ớt. Đó thì cô lớp 1 thì có nói cái này là sờ hai móc nè, còn bên đây là gọi là sờ một móc ha. Đấy. Thì ở đây mình gọi là ít, thì ít nó lớn hơn ớt. Ví dụ như cái thông tin B này đi, thông tin B này là đúng, thông tin B này là đúng thì có nghĩa là ít nó lớn hơn ớt, nhưng mà từ điều này vẫn chưa suy ra được là ớt nó lớn hơn y, đúng không? Ớt nó lớn hơn y, tại sao đi có trường hợp là ớt nó nhỏ hơn y thì ít nó dạng lớn hơn ớt. Đấy, cho nên là từ cái câu B này, cái nếu mà câu B này đúng thì vẫn chưa suy ra được là ớt lớn hơn y, đúng chưa? Đấy, cho nên mình cũng loại cái câu B này đi, loại câu B này đi. Thế mình xét câu C. Câu C nó là nhiệt nung chảy của B thấp hơn nhiệt nung chảy của ớt. Nhiệt nung chảy của B thấp hơn nhiệt nung chảy của ớt. Đó, tức là B nằm đây và ớt nó phải nằm từ chỗ vị trí này đảo lên đúng là ớt nó nằm đây mình bỏ này nếu nếu mà ớt nó nằm chỗ này đó thì rõ ràng là ớt nó lớn hơn B mà B nó lớn hơn y đúng không, ớt nó lớn hơn B mà B lớn hơn y thì suy ra ớt lớn hơn y rõ ràng rồi. Vậy thì mình chọn chọn mình để C này. Thì ớt theo tính chất bắc cầu thấy không, ớt lớn hơn B mà theo cái giả thiết ở trên thì B nó đã lớn y rồi nên là ớt nó lớn y. Đấy. Cho nên ở đây mình chọn mình đề C. À, chọn mình đề C. Được chưa? Thế thì câu 52 này mình chọn C ha. Câu 52 chọn C. Rồi, tiếp theo là mình sẽ đi vào cái câu 53 đến 56. Thầy giữ nguyên thứ tự câu ở trong cái đề thi đánh giá năng lực luôn em, để cho các em dễ theo dõi. Ngủ đi con. À, thì bây giờ đó là mình sẽ dựa vào thông tin mà được cung cấp ở đây, đây thông tin này để mà mình sẽ giải đáp các cái câu hỏi ở phía dưới. Đấy, thì hội chợ mừng xuân tổ chức một hội thi cắm hoa, năm giải thưởng, năm giải thưởng cao nhất, từ giải nhất đến giải năm, phải không? Thì mình hiểu là giải nhất nó cao hơn giải năm nha các em, hiểu giải nhất thì cao hơn giải năm, được trao cho năm bạn MNBQR. Thì ở đây đó là hai bạn N hoặc là Q được trao giải tư. Vậy thì trong hai bạn này có một bạn được giải tư ha, trao giải tư, nó dùng chữ hoặc này. Còn R là được trao giải cao hơn M. Ví dụ như R giải nhất thì M nó giải thấp hơn M. Ví dụ như M giải nhì thì xin lỗi, R là giải nhì thì M nó phải giải ba, giải tư vân vân. Đó, mình hiểu đại khái như thế. Còn cái dữ kiện thứ ba là R không thể được giải ba. Vậy thì xin lỗi, B không được giải ba. Vậy thì B nó có được, có thể được giải nhất, nhì, 4, 5 nhưng mà không được giải ba. Đấy.
Thì bây giờ mình sẽ phân tích xem ở dưới đây coi. Cái câu 53 là nó hỏi là đáp án nào dưới đây? Có thể là, em dùng lưu ý cái cụm từ có thể là, tức là nó có thể là cái thứ tự khác, thứ tự các bạn đạt giải trong cuộc thi từ giải nhất đến giải năm ha. Bây giờ mình phân tích từ câu nè. Bây giờ cái thứ tự thứ nhất nè, thứ tự thứ nhất là M giải nhất, B giải nhì, N giải ba, Q giải tư và R là giải năm. Thì tại sao mình không chọn cái này? Tại tại lúc này là R nó thấp hơn M đúng không? Thì theo theo cái điều thứ ba này, thứ hai này đó là R phải giải cao hơn M. Nhưng mà ở đây đó là lại là R nó thấp hơn M, vậy mình sẽ loại, mình sẽ loại cái phương án A này đi. Mình bỏ phương án A. Đúng không? Đấy, thì bây giờ mình đi tiếp tục xét cái phương án B. Xét phương án B thì em thấy nó có vi phạm điều kiện gì không? N hoặc Q phải được giải giải tư. Thì ở đây em thấy là rõ ràng M giải tư, vậy thì N với Q không có nào được giải tư hết. Vậy thì cái này nó vi phạm cái điều kiện thứ nhất. Vi phạm điều kiện thứ nhất cho nên mình sẽ loại cái phương án này luôn. Đó. Thì bây giờ tiếp tục mình xem cái phương án C. Xem phương án C thì mình thấy là rõ ràng Q là giải tư nè, trong N với Q là có người giải tư là thỏa điều kiện thứ nhất nè, đúng chưa? Và mình thấy là R nó giải cao hơn M, đúng chưa? Ở đây là R giải 3 còn M nó là giải 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 5, rõ ràng là R cao hơn M, được chưa? Đấy, là cái điều kiện thứ hai này thỏa. Bây giờ cái điều kiện thứ ba này là B không được giải 3, mình thấy ở đây là B giải nhì nó đâu có giải 3 đâu, đúng không? Cho nên nó thỏa cho nên ở đây là mình sẽ chọn C luôn. Còn còn cái phương án D này tại sao không chọn biết không? Nó vi phạm điều kiện gì? Một bạn nói cho thầy biết coi. B không được giải ba. Đúng rồi. Cái chỗ này là B nó đạt giải 3 nè, cái chỗ cái sắp xếp này là B đạt giải 3 là nó vi phạm cái điều kiện thứ thứ ba này, đúng không? Đấy. Đấy, chính xác. Chính xác. Đấy. Rồi, bây giờ mình tiếp tục xem cái câu câu 54. Câu 54. Thì cái câu 54 này nó nói là nếu như Q đạt giải 5. Q đạt giải 5 thì M sẽ đạt giải nào? Cho mình phân tích ha. Thì ở đây là Q giải 5 thì giờ mình xếp một cái ô từ giải 1 đến giải 5 đi. Thì Q này nó giải 5. Nhưng mà theo cái điều kiện thứ nhất này nè, N hoặc Q hoặc Q nó phải được giải 4. Cho nên nếu mà Q giải 5 thì bắt buộc N nó phải giải 4. Vậy thì còn ba giải nhất nhì ba này còn ba bạn thấy không, Ba là nhưng mà B này nó không được giải ba cho nên là mình không thể để B ngay chỗ cái ô số 3 này được. Vậy thì B nó chỉ có nhất và nhì thôi đúng không, B nhất. Bây giờ ví dụ như mình giả sử như B nhất đi, B là nhất, nếu mà B là nhất đi thì ở đây là giải nhì nó sẽ còn R với M đúng không, nhưng mà R nó phải giải cao hơn M cho nên là bắt buộc M phải giải ba đó. Vậy thì như thế này mới hợp lý nè, R M đúng chưa? Đó. Vậy thì rõ ràng là trong trường hợp này là M giải 3. Còn nếu như thằng B này nó không phải giải nhất mà nó là giải nhì. Tại B không thể giải 3 đúng không? Đấy, nên B chỉ có hai trường hợp là B nhất hoặc là B nhì thôi. Nếu mà B nhì thì còn hai ô bên đây 1 với 3. 1 với 3 nhưng mà R nó phải trước M đúng không? Cho nên là R nó nằm phải nằm ở đây. Gọi M nằm 3. Vậy thì cả hai trường hợp M đều phải đạt giải 3. À, cho nên đây mình sẽ chọn phương án C. Em theo kịp không ạ? Được ha. Đấy, thì vô 54 này mình phân tích ra thì mình thấy là rõ ràng là M là phải đạt giải 3. Nếu như Q giải 5 thì M phải đạt giải 3. Chúng ta theo kịp không ạ? Được ha. Rồi bây giờ mình xem câu 50 55. Câu 55 ha. Bây giờ mình phân tích câu 55 nè. Ở đây nó nói là nếu như M đạt giải nhì thì cái câu nào sau đây là sai. Bây giờ nếu mà M giải nhì thì mình để M ngay ô số 2 đi. Không, M ô số 2. Nhưng mà R đó, theo cái điều kiện thứ thứ hai là R nó phải giải cao hơn M đúng không?
Đấy, nhưng mà M giải nhì rồi, vậy thì R nó phải giải nhất. Vậy thì còn 3 ô này. Còn 3 ô này. 3 ô này thì mình còn B B Q với thằng N đúng không? Đấy, còn B Q với N, nhưng mà B nó không được giải 3. Cho nên là B này nó chỉ có thể đạt giải 4, giải 5 thôi. Thấy không? Đấy, thì bây giờ giả sử như mình xét cái trường hợp là B là giải 4 đi. Nếu mà B giải 4 thì sao? Thấy không? Nếu mà B giải 4. B giải 4 thì rõ ràng thằng Q với N không có thằng nào giải 4 hết, cho nên mình loại. Cho nên là loại trường hợp B giải 4 luôn. Thấy không? Đấy, cho nên là B không thể được giải 4, vậy thì B chỉ còn duy nhất là giải giải 5 thôi. B B chỉ còn duy nhất là trường hợp giải 5 như thế này thôi. Như thế này. Tức là R giải nhất, M giải nhì, B giải 5. Còn 3 4 là Q với N. Thấy không? 3 4 là Q với N. Đấy. Thì bây giờ em quan sát nè. Đấy thì mình thấy là R là nó giải nhất rồi đúng không? Cho nên là R không thể được giải 3 được. Thấy không? Rõ ràng là R là giải nhất, cho nên R không đạt giải 3, cho nên mệnh đề ở chỗ câu D này, mệnh đề ở chỗ phương án D này là mệnh đề đúng. Mà ở đây mình không 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 có chọn câu đúng nha, mình chọn câu sai. Vậy thì ở đây là câu này đúng rồi nè mà không chọn nè, nên là mình loại phương án D đúng không? Đó. Còn cái chỗ lúc nãy mình lập luận là B không thể đạt giải 4. Thấy không? Tức là B không đạt giải 4, cho nên mình cũng loại phương án D, phương án B luôn. Vậy thì mình sẽ loại hai phương án. B không đạt giải 4 là mệnh đề đúng, mà ở đây mình không chọn mệnh đề đúng, mình chọn mệnh đề sai. Đúng không? Đấy. Vậy mình loại hai cái phương án B và D, vậy còn A và C không? A C. Đấy. Thì bây giờ đó, khi mà mình phân tích đó, thì mình thấy là rõ ràng là R nó giải nhất rồi, cho nên là Q này không thể giải nhất được. Đúng không? Cho nên là mệnh đề C này cũng đúng luôn, mệnh đề C này cũng đúng luôn, phải không? Cho nên mình loại C. Vậy thì chỉ còn A thôi. Chỉ câu 55 này mình chọn phương án A được rồi. Đúng chưa? Thế thì bây giờ là mình sẽ sang cái câu 56. Câu 56 ha. Câu 56 bây giờ em coi câu 56 thôi. Bây giờ mình phân tích câu 56 ha. Nếu như B mà nó giải cao hơn N đúng hai vị trí. Thì đúng hai vị trí thì đáp án nào dưới đây nêu đầy đủ chính xác danh sách các bạn có thể đạt giải nhì. Đúng hai vị trí ha. Đúng hai vị trí có nghĩa là nếu như là thằng B là giải nhất thì N nó phải là gì? Giải 3. Đúng hai vị trí mà. Đúng không? Còn nếu mà B giải 2 thì N nó phải giải 4, mà B giải 3 thì N phải là giải 5. Đúng chưa? Đấy. Nhưng mà B cao hơn N đúng hai vị trí, cho nên là B chỉ có thể đạt, cái này là chữ đạt nhé, đạt giải nhì hoặc là giải nhất thôi. Tại sao vậy? Bạn nào có thể lý giải được điều này không? B cao hơn N đúng hai vị trí. Đúng không? B cao hơn N đúng hai vị trí. Bây giờ mình phân tích từ từ nè. B giải nhất Dạ tại bên đi không tại được giải ba này. thì N giải 3 đúng không? Và B giải 2 thì N nó phải giải 4. Còn B mà giải 3 thì N giải 5. Mà B giải 4 thì được không ạ? B giải 4 được không ạ? Dạ không được. B giải 4 thì N nó phải giải 6, nhưng mà đâu có giải 6 đâu đúng không? Đấy, không được. Cho nên là B không thể giải 4 giải 5 được. Nhưng mà B cũng không thể giải 3 đúng không? Tại vì theo giả thiết là B không được giải 3 nè, B không được giải 3. Các em theo kịp không ạ? Đó, B không được giải 3. Như vậy thì B chỉ có thể là giải nhất hoặc là giải nhì thôi. Bây giờ thầy chia hai trường hợp ha. Trường hợp nếu mà B giải nhì nè. Đã nằm vị trí này nè. B giải nhì nè. Nếu mà B giải nhì như thế này thì thằng N nó phải là giải tư. N nó phải giải tư. Đấy. Nếu B giải nhì thì N phải giải tư.
Được chưa? Như vậy thì B giải nhì hợp lý không? B có thể nhận giải nhì đúng không? B có nhận thể nhận giải nhì. Vậy thì mình thấy trong 3 phương án, 4 phương án trên đây thì cả có 3 phương án là B giải nhì à. Như vậy thì B này có thể đạt giải nhì đúng không? Thì khi đó thứ tự đạt giải là mình có thể đi ghi nè. Có thể ghi mình đây là R nè, đúng không? Có thể R ở đây. Rồi cái chỗ này có thể là M. Còn cái này có thể là Q, hợp lý đúng không? Nó hợp lý theo đúng các cái điều kiện ở trên đây chưa? Các điều kiện trên đây chưa? Lý N hoặc Q giải tư. N hoặc Q giải tư thì có N giải tư rồi, được rồi nè. Là R nó trước M rồi đúng chưa? Đấy thì hợp lý. Cái gì thì rõ ràng là B có thể đạt giải nhì, cho nên ở đây mình sẽ loại phương án B. Tại vì phương án B không có không 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 có danh sách thằng B đạt giải không? Đó, bây giờ mình sẽ phân tích tiếp trường hợp thứ hai. Nếu như thằng B này nó đạt giải nhất. B này nó đạt giải nhất ha. Giải nhất, B giải nhất thì lúc này N nó phải giải 3. N phải giải 3. Nhưng mà giữa N với Q nó phải có một 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 thằng đạt giải tư, cho nên là Q nó phải giải tư. Đúng chưa? Q nó giải tư. Đúng chưa? Nhưng mà Q nó giải tư rồi, vậy thì mình đã sắp xếp vị trí này rồi. Vậy thì còn hai vị trí là 2 với 5. Đúng chưa? 2 với 5. 2 với 5 mà bây giờ em xem cái điều kiện ở trên đây nè, R phải giải cao hơn M. Đúng chưa? R phải giải cao hơn N. Vậy thì bên đây nó phải là R. R nó phải là vị trí số 2 và M phải vị trí số 5. Nhưng rõ ràng là R nó sẽ có khả năng là gì? R nó sẽ có khả năng giải nhì luôn. Không? Và mình thấy cả hai trường hợp không có trường hợp nào M có khả năng là giải nhì hết. Không? Cho nên mình loại phương án D rồi. Và chỗ này R có khả năng giải nhì, cho nên là mình sẽ có là có khả năng là B giải nhì hoặc là R giải nhì. Đó, mình chọn phương án C. Đó, thì cái câu 56 mình phân tích như thế. Bây giờ mình sẽ sang các cái bốn cái câu cuối là từ 57 đến 60. 7 đến 60. Thì bây giờ mình sẽ đọc cái thông tin trước. Là một nhóm gồm 5 học sinh MNBQR xếp theo một hàng dọc trước quầy trà sữa. À, hàng dọc từ trước. Thế sao? Thấy không? Thì bây giờ thầy giả sử cái trục số mình xếp như thế này. Ở chỗ này là trước nè. Ở đây là sau nè. À, vị trí là 1 2 3 4 5. Thầy giả sử vị trí như thế. À, vị trí như thế. Thì bây giờ mình sẽ đọc thông tin nè. MBR là nam, NQ là nữ. Là thông tin thứ nhất. Thông tin thứ hai, N đứng ở vị trí thứ nhất hoặc thứ hai. Đó, vị trí thứ nhất thứ hai không? Là N. N có thể là thứ hai phải không? N có thể thứ nhất thì N nó không thể nào nằm 3 4 5 được. Điều đó. Thì từ cái thông tin này đó là mình thấy nó thông tin nó cho, nhưng mà mình có thể suy ra được cái thông tin ngoài lề là N nó không thể nào đạt giải 3, giải 4, giải 5 đứng ở vị trí 3 4 5 được. Rồi cái thông tin tiếp theo là M đứng trước Q. Thầy lưu ý là chỗ này nó đứng trước với đứng phía trước ha. Đứng trước này có nghĩa là nó đứng ngay trước. Cái chỗ này nó đứng ngay trước. Đứng ngay trước. Còn nếu mà nó nói đứng phía trước thì có thể có phía trước nhiều vị trí. Đấy. Thì và học sinh đứng sau cùng là nam, tức là vị trí số 5 này nè phải là nam, có nghĩa là nó có phải là M, có thể là B, có thể là R, mấy nam này. Đúng chưa? Thì bây giờ mình sẽ xem cái câu 57, tức là mình xem cái thứ tự ở đây cái nào là phù hợp phải không. Bây giờ mình sẽ xem cái thứ tự thứ nhất, thứ tự thứ nhất mình thấy ở đây B là nam là vị trí cuối là đúng rồi phải không. Thì,
N vị trí thứ nhất hoặc thứ hai, chỗ này mình thấy là N vị trí thứ hai là chính xác rồi nè, đúng chưa? Đó rồi, M đứng trước Q, chỗ này là M nó đứng phía trước Q thôi. À, này là M đứng phía trước Q thôi, nhưng mà nó không có đứng liền trước, ngay trước được. Đúng không? Thì cái này có khả năng là mình loại. À, thế bây giờ mình xem cái phương án B này. Cái chỗ cái phương án B này. Thì em thấy phương án B này nó vi phạm điều gì? Vi phạm điều gì? Đúng không? Bây giờ mình coi là N đứng vị trí thứ nhất hoặc thứ hai, đúng chưa? Đúng. M đứng trước Q, rõ ràng đứng trước luôn, ngay trước luôn. Chỗ này là M đứng ngay trước Q luôn nè. Và học sinh đứng sau cùng là R, mà R là nam, vậy học sinh đứng sau cùng là nam, hợp lý. Không? Như vậy thì ở đây mình sẽ chọn B. Thì ở đây mình hiểu là M đứng trước Q có nghĩa là đứng ngay trước luôn, thì mình sẽ chọn phương án B. Còn nếu mà chỗ này nó để là đứng phía trước Q thì có thể là mình còn phân gian A với B, đúng không? Còn câu C này mình vi phạm cái điều gì các em? Chỗ C này vi phạm điều gì? Bạn nào nói được C này vi phạm điều gì? Chỗ C này vi phạm điều gì các N nó không phải ở vị trí thứ nhất và thứ hai. N nó không vị trí thứ nhất và thứ hai, đúng không? Đấy. Còn cái D này vi phạm điều gì các em? D này vi phạm điều gì? Quy là nữ mà đứng cuối cùng. À đó, quy nữ đứng cuối cùng, phải không? Thì ta nói là nam đứng cuối cùng, ở đây là nữ đứng cuối cùng là sai. Đấy, vậy thì chỗ câu 57 này mình chọn phương án B nhé. Thì các em nào còn phân vân giữa A và B thì mình lưu ý là M mà đứng trước Q có nghĩa là nó đứng ngay trước chứ không phải là đứng phía trước. Nếu mà dùng chữ phía trước thì mình có thể chọn A được. Đấy, bây giờ đó là câu 57. Bây giờ mình sang câu 58. Câu 58 này nó nói là B, nếu B đứng ở vị trí thứ hai thì khẳng định nào sau đây là sai. Để mình phân tích nè. Nếu mà B đứng vị trí thứ hai thì theo điều kiện 2 thì N phải đứng vị trí thứ nhất. Tức là mình sẽ có như thế này. À, mình sẽ vẽ cái trục ra. À, lúc này là N nó phải vị trí thứ nhất nè. Rồi B nó vị trí thứ hai nè. B nó nằm đây, đúng không? À, cái điều kiện thứ hai của mình là N phải đứng vị trí thứ nhất hoặc thứ hai. Nhưng mà đây này là B đứng vị trí thứ hai rồi, cho nên là N đứng vị trí thứ nhất. Đúng không? Do học sinh đứng cuối là nam. À, cho nên là R phải đứng cuối. Tại sao R đứng cuối mà không không phải là M đứng cuối? Đấy, thì ở Nếu đây mà nó sẽ M cuối thì sẽ suy ra Q nó bị lệch số này. là sao là số này quy À, là kiểu vậy, như là nếu mà cho M mà M đứng trước Q mà M đứng cuối cùng thì Q không có số này. Nó đứng ở số sáu. đúng rồi. Nếu như mà mình cho M mà đứng cuối thì rõ ràng là M nó không thể nào trước Q được, đúng không? Không thể là trước khi được, cho nên là M không thể đứng cuối, nên là vị trí cuối này chỉ có thể là R thôi. À, vị trí đứng cuối này chỉ có thể là R, đúng chưa? Đấy, em cái vị trí là M với Q, đúng không? Nên là chỉ còn hai vị trí là M với Q, nhưng mà M phải đứng trước Q, cho nên là chỗ này là M và chỗ này là Q, và mình xếp được chính xác cái vị trí luôn. Đấy. Thì bây giờ mình dựa vào cái vị trí mà mình vừa xếp xếp này là mình mới mới xem câu A đúng không? B đứng ngay trước M. B đứng ngay trước M, đúng chưa? Đúng, mệnh đề này đúng. Mệnh đề này đúng thì mình lỗi mệnh đề này. Đó. Không, mình lỗi mệnh đề này. Tại vì kêu mệnh đề sai mà. Đó. Rồi N đứng ngay trước R. Mình thấy là N chỉ đứng trước R thôi, chứ đứng phía trước thôi, chứ nó không đứng ngay trước được. Đúng không? Cho nên mệnh đề này sai, mình chọn mệnh đề này. Đúng không? Mình thấy mấy cái đáp án hướng dẫn rồi 24.net là nó chọn câu C. Và em coi câu C đúng không? Q này nó đứng trước R không? Q đứng phía trước R. Q đứng phía trước R cũng đúng nữa không?
đứng ngay trước hay đứng phía trước gì cũng đúng. Nếu mà mình nói đứng phía trước thì nó đứng ngay trước nó cũng đúng, đúng không em? Đó. Cho nên câu C này cũng đúng nè. Mà ở đây mình chọn sai cho nên mình không có chọn C được. Đó. Còn N là N đứng đứng phía trước Q. Câu D là N đứng phía trước Q là đúng rồi. Đứng phía trước Q là đúng luôn. Mình đề D, D cũng đúng luôn. Cho nên là mình không chọn D. Mình chỉ chọn B thôi. Đó. Cho nên là câu 58 này là mình chọn phương án B. Có em nào thắc mắc gì không ạ? Thắc mắc thì mình cứ tranh luận thôi chứ không? Này. Để thầy coi chung khung chat, nhiều khi mấy bạn không có nó, cái mic không có nói được. Có đáp án thì đưa vô em đọc, xin lỗi thầy đưa vô đáp án thì phân tích như thế, nhưng mà nhiều khi là thì thầy sợ là cái ngôn ngữ của thầy và ngôn ngữ viết cái em theo không kịp, không là chung chung cái mạch cho ngôn ngữ viết của em. Đấy, đây là chọn B ha, chọn B. Rồi bây giờ câu 59 ha, 59 thì phân tích thôi, nó có đáp án rồi, phân tích luôn. Rồi phân tích luôn thì ở đây nó nói là hai vị trí nào sau đây phải là hai học sinh khác giới ha. Thì bây giờ mình lấy phản ví dụ thôi, phản ví dụ thôi. Bây giờ một cái sắp xếp hợp lý của mình là cái này đúng không, là cái này. Thì bây giờ em coi cái thứ hai thứ ba nó có phải là khác giới không nha. Thứ hai là B, thứ ba là M, mà B với M là cùng giới tính nam không, đúng chưa? Đó, cho nên là cái sắp xếp mà ở câu 58 là hợp lý rồi nè, đúng chưa, hợp lý rồi nè. Vì thì rõ ràng mình thấy là rõ ràng vị trí thứ hai thứ ba là nó không khác giới được rồi, cho nên là ở đây mình sẽ loại phương án A đây. Rồi bây giờ tiếp tục là chỗ nào, chỗ nào à, thứ hai và thứ năm, em xem thứ hai và thứ năm ha. Thứ hai là B là nam, B là nam, và thứ năm là R cũng là nam, là hai vị trí này đâu có khác giới rồi không, mình sẽ loại phương án B luôn. Và bây giờ thứ ba và thứ tư, thứ ba và thứ tư có khác giới đó không, đây là thứ ba thứ tư nè, M là nam, Q là nữ đúng không, khác giới nè, thứ ba và thứ tư hai cái này liền nhau, mình có thể chọn phương án này. Nhưng mà bây giờ mình sẽ xem kỹ tiếp coi là cái D nó có bị loại không nha. Thứ ba và thứ năm, thứ ba và thứ năm, thứ ba là nữ là nam và thứ năm cũng là nam, vậy thì mình sẽ loại phương án này luôn. Vì rõ ràng chắc cú là một cái phương án sắp xếp hợp lý như thế này mà nó đã mình sẽ đã loại ba phương án ABD, gì thì còn C thì 59 C ha. Đấy, vì tiếp theo là cái câu 60. Nếu học sinh đứng thứ tư là nam thì câu hỏi nào sau đây là sai, câu nào sau đây là sai chứ không có câu hỏi. Đấy, thì bây giờ mình lập cái vị trí này 1 2 3 4 5. Thì mình lưu ý là cái cuối này không thể là M được đúng không, mà cái cuối này không thể là M được. Vậy thì chỉ có B, chỗ này nó chỉ có B với R thôi, chỗ này là B với R không, B và R là 4 5, không thể M 4 được. Nếu mà M 4 thì Q nó phải là 5, cho nên là M nó không thể là 4 được không. Đấy, vậy thì vị trí 4 chỉ có thể B hoặc là R, vị trí 5 có thể là R là B ngược lại thôi. Vậy thì cái vị trí 3 này cũng thể là M được, bởi vì nếu mà vị trí 3 này là M đó thì cái 4 nó phải là Q, không đúng, đúng không? Vậy thì 3 này không thể là M, vậy thì M chỉ có 1, 2 thôi. Đấy. Vậy thì M nó vị trí 1, 2. Ở dưới đây cái lời giải thì phân tích theo kiểu khác, ở chỗ này thì giải thì phân tích theo kiểu khác được. Vậy thì ví dụ như thì M nằm đây đi, thì Q nó phải đây đúng không?
vậy còn lại là n. Đấy, thì cái vị trí thế này. Thì bây giờ mình coi liệt với là n nó là vị trí thứ nhất hoặc thứ hai đúng không? Đấy, thì m nó có thể như thế này. Còn còn có trường hợp là nếu mà m mà vị trí thứ nhất thì sao? Thì q nó thứ hai rồi, vậy thì n thứ ba là vô lý rồi. N nó không thứ nhất thứ hai được, đúng không? Đấy, vậy thì mình sẽ coi cái mệnh đề nào sau đây là sai ha. Giờ, rõ ràng R không đứng đầu cho nên mệnh đề này đúng. R không đứng đầu. Rồi B là N không đứng thứ hai này cũng đúng luôn. Đấy không? Đấy. Và cái mệnh đề C là M không đứng thứ ba. Đấy thì cái này cũng đúng luôn. Vậy thì ba mệnh đề trên đúng hết rồi, vậy thì còn mệnh đề D thôi. Đấy thì mình chọn D. Đấy. Thì như vậy thì thầy vừa phân tích xong 10 câu trong cái đề thi đánh giá năng lực 2018 ha. Thì thầy thấy cái đề thi đánh giá năng lực 2019 nó có cái câu 51 nó cũng giống như cái đề 2018 thôi. Cho nên là cái bài tập đề nghị này đó là thầy bỏ cái câu 51 ra. Từ cái câu 52 đến câu 60 có 9 câu. Thì buổi học về cái phần logic đến đây thì tạm dừng ha. Thì nếu mà chúng ta có thắc mắc gì thì trao đổi thêm nha. Được không ạ? Rồi vậy thì thầy xin chào tạm biệt các em nha. Chào thầy. Rồi rồi chúng ta nghỉ. Nhân chào thầy. Rồi chào em. Cô đang học.